Hello các bạn K34. Rồi mình đã thấy các bạn cũng đã comment nộp bài khá đầy đủ rồi. Chúng đến giờ chúng ta nhận xét bài thôi. Để mình xem lớp chúng ta có cái đâu nhỉ? Hình như không phải mình xem nào. Lớp làm bài nào? Bài 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 này chứ. Rồi. Đây, 14 16 bây giờ. Hình như vẫn thiếu, vẫn thiếu. Bài này là bài biệt thự đầu giờ, các bạn là phải tự tay làm không hướng dẫn gì. Thì mình muốn là các bạn phải tự tay hoàn thành nó đã, mỗi người lựa chọn một bài và tự tay làm, thì sau đó thì mình mới hướng dẫn mọi người. Nếu mọi người cảm thấy bài mình cần phải sửa chữa hoặc thay đổi gì thì mình mới hướng dẫn cái phương pháp để người ta làm. Mình nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn sẽ làm không đúng phương pháp như mình dạy. Đầu tiên của bạn chị Dung đúng không? Dung đây, Dung cô nương. Để xem lớp mình có được như lớp các khóa trước không nhá. Bài của Dung nè, mình kiểm tra xem về chủ yếu là bài này giúp chúng ta vận dụng những cái lệnh sau buổi ôn tập ấy, chúng ta vận dụng lệnh chúng ta hoàn thành một sản phẩm. Và cái nữa là chúng ta phải luyện mắt mình để nhìn tỷ lệ và những cái chi tiết tiểu tiết. Ok rồi, mình sẽ xem bài khác. Các bạn nộp ảnh ghi chép bài đây. Mạnh à, Nguyễn Mạnh à, đây, anh em toàn lựa chọn những bài khủng khiếp phết nhỉ. Xem nào, có vẻ góc chụp sai rồi, vẫn là cái bệnh này phải xử lý ngay đây. Chọn lại. Lỗi này là chắc phải phạt rồi. Phạt chép bài, phạt chép ở 100 lần, 1.000 lần như thế này thì không bao giờ các bạn có thể quên được. Đấy, việc đầu tiên ta phải lựa chọn đúng cái góc chiếu đã. Chứ bây giờ còn cái góc chiếu mình còn lựa chọn sai, cái thứ hai mình cũng nói rất là nhiều lần rồi. Các bạn phải lựa chọn cái góc chụp là mắt người nhìn nhìn. Nói rất là nhiều về vấn đề này, mình phải chụp những góc người nhìn. Trong cái bài đăng chắc mình cũng nói góc người người nhìn bình thường là góc đầu tiên đã, không ai trèo lên cây hoặc là bay trực thăng lên để nhìn nhà mình cả đấy. Và nhớ lựa chọn đúng phối cảnh thì nó mới ra chuẩn nhá, còn nhìn này thì rất là khó để người ta nhìn. Bài này là bài buổi 4, buổi 5, buổi 6, buổi 7 đúng không? Buổi 7 của người ta học rất là nhiều kiến thức về lý thuyết, bây giờ phải dựa vào những cái lý thuyết người ta học để làm bài, đó mới là phương pháp học, là cách học. Ok, Kiên bách gì đây, bách nhiều hết. Xem là cái này, cái nhà chính dựng công trình cũng lằng nhằng phết mà tỷ lệ các bạn vẫn bị sai. Ông nào bị sai tỷ lệ chúng ta nhìn cái ví dụ, các bạn sẽ so sánh một hình chữ nhật này, bằng hình chữ nhật này này đấy, hoặc hình chữ nhật này hoặc hình chữ nhật lớn hơn, các bạn so sánh như vậy thì bạn sẽ thấy là tỷ lệ ta sẽ sai, được chưa? Mỗi cái sai một tí nó bị ngắn ngắn ngắn. Rồi, các bạn cứ khoanh khoanh vùng lại sẽ thấy. Thì bài này mình chỉ nhận xét thôi, để xem bài vở của các bạn thôi, chứ mình không mở file các bạn ra nhá. Các bạn đã nộp file hết lên rồi thì mình vẫn để file ở đó. Và mình gửi bài cho các bạn rồi. Thì các bạn xem cái phương pháp, cái cách mà mình vẽ nó như thế nào, và cách cách bạn vẽ và bạn học được nó như thế nào. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái ưu nhược điểm của những cái phương pháp, những cái cách vẽ đó. Chúng ta phải làm đã, nếu làm đúng được thì tốt, còn các bạn làm sai thì vẫn có bài học của chúng ta. Và chúng ta sẽ lại tự tay làm một cái bài khác, luyện một cái bài khác đấy, nếu mà không vẽ đúng theo phương pháp của mình. Rồi trường trường là chơi cả thằng này luôn à, vẽ cái nào đây, nhìn nó lạ hoắc nhỉ. Đấy, view này không biết chụp ông lại chụp view nào ta. Ôi rồi sai, nhìn này sai tỷ lệ chứ. Đấy, bạn này dựa theo đúng mặt bằng để vẽ này. Nhưng mà có thể là mỗi lầu nó cao quá. Dựa mặt bằng để vẽ thì cái chiều cao của từng lầu, từng tầng phải phải thay đổi. Cứ nhìn ở đây là cảm thấy bị sai rồi này. Sai tỷ lệ là cái điều đầu tiên là xịt rồi. Phải check lại những thằng đấy. Trời ơi.
Đây nhìn rất nhiều cái bị sai này. Ông này với so với thằng này, chiều ngang của thằng này so với chiều cao của thằng này là đúng không? Rồi những thằng khác nữa thì các bạn phải phải nhìn vào đây. Đấy, ông này với chiều ngang này, ông này so với các chiều khác này. Rồi những vạch 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 ở đây này. Vạch đây có rồi này, những cái táp tự nhiên là để bo một cái thằng phần xung quanh này là gì. Thì mình phải nghiên cứu xem mình sẽ không mở file. Bài của bạn sẽ được xem sau nhá. Hoàng Đà lớp trưởng à, lớp trưởng xem nào, lớp trưởng ok, nói chung là tỷ lệ và các thứ là vẫn bị sai khá là nhiều, tỷ lệ các thứ nó bị sai khá khá là nhiều. To này bằng này, trên này có vạch mái, ông này là có cái đường biên ở đây đấy, có xem đây có không đấy, thấy chưa, là bỏ bớt những chi tiết này, bên trên này không có những chi tiết đấy này, cần phải vẽ lại rồi. Tiếp tục đi, nộp nộp từ từ rất là sớm này. Đây, thiếu chi tiết mình xong thì mình sẽ đăng cái tutorial hướng dẫn này cho cái bài này, cho video hướng dẫn này cho các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ không livestream trên nhóm nữa để nhận xét bài các bạn nữa. Hôm sau lên lớp thì mình sẽ tổng kết mở bài kia, bài chính thức của bạn. Đây chỉ là bài nháp của bạn thôi. Viewport clipping này, thanh niên này còn đặt cam đặt kiosk này, nhưng mà viewport clipping thì cái này cũng nói rất là nhiều. Nói rất là nhiều mà bây giờ vẫn sai này. Ở đây chéo này các bạn nhìn thấy này, phải nhìn thấy chi tiết này, bài này luyện mắt, luyện mắt đây có những chi tiết ở đây thì học tính cẩn thận, vẽ cẩn thận những chi tiết đấy. Cửa sổ phía trước đây mình sẽ soi nha, cửa sổ thiếu này, chi tiết thiếu này đúng không, thấy chưa, thiếu những chi tiết đây, những đường đường biên đây có rồi. Before clipping ông này đó, lệch hơi ít này đấy, hơi lệch hơi ít này, nó phải kéo xuống sâu hơn này, phải đuôi đường chéo nó chéo hơn. Đây chúng ta xem này, nó cao rất cao như này cơ. Mình phải nhìn ra những thứ đấy. Đúng không? Cửa kiếc rồi, ở đây là vách gỗ, ở đây là một phần gỗ nữa này, mình sẽ soi tiếp nhá. Ở đây vách gỗ này, ở đây một phần gỗ nữa này. Ok. Gần như là 80% rồi. Đó, Thanh Thư, con gái tiếp là lớp này cũng nhiều con gái này. Con gái nào tự làm xem có ra gì không đây. Nhà mẫu ok, bài này sai không sao, mình bài này là bài để làm chứ, bài này làm xong không sửa, làm xong không sửa, và chúng ta sẽ sửa khi chúng ta nhận được một cái bài hướng dẫn chính thức của mình dành cho các bạn đấy. Thành thư cũng được nhờ, cũng cũng sạch sẽ, mình nghĩ là cũng có thể vẽ đúng đấy. Anh công rồi. Rồi anh công à. Rồi, ok đây dựng bằng ketchup không gian mới rồi, mình sẽ xem ở phía đằng bát chéo thì vẫn thiếu chi tiết ở đây. Chúng ta xem thằng này. Ok, đợi mình chút. À, mình kéo cái cửa ra. Mấy cái xem này chúng ta phải đi tìm những cái. Đây thường như kiểu cái vaccine C. Nhưng thực ra là ở đây là người ta mô phỏng mô tả cây đúng không? Chứ không phải cái vaccine C. Chi tiết nào, xem nào, chi tiết này, những vắt chéo này các bạn có thể làm cũng được này, người ta vẽ vào được hết rồi đấy. Chi tiết ok, bên ngoài cổng có vẻ làm lực bớt đi đúng không, lực bớt đi, độ dày chưa chuẩn, mỏng quá, những cái này hơi mỏng
dày dày một chút, nó có hình khối này, nó dày, nó không mỏng như vậy. Ở bên này là cái thép chữ Y bao quanh đấy, thép chữ Y bao quanh. Hoặc là người ta làm phào chỉ cho sơn một cái màu vào đây, thường là sẽ sơn màu vào đây thì nhìn nó sẽ chuẩn hơn, nó dễ làm hơn, thi công hơn. Nhật Vũ bài đây, lan can 1 2 3 vạch đấy, viết ngay thiếu ngay mà. Đấy, những cái lan can ở đây, xong lan can này nó chỉ đến đây nhỉ. Nó chỉ đến đây thôi, thẳng từ đây đây mà nó không lấy hết cái ban công này. Đấy, thiếu những cái đường mà nó chạy như này này. Ở đây thì chưa vẽ nốt phần cổng và phần đi vào đây này. Ở đây có bậc nào, ở đây cũng bậc nữa này. Đấy, phần này trồng cây cảnh này, ông này là thảm cỏ, xem có không. Đấy, không có rồi, thiếu, bị thiếu này, vẽ vẫn chưa chuẩn đâu, phải vẽ lại thôi. Bài này thì cần phải nhìn nhận lại, vẽ lại, rồi cửa kia vẫn thiếu, vẫn chưa hoàn thành thiện nhá. Bài thì vẫn chưa hoàn thiện. Làm bài mới tốt hơn nhá. Quang Minh này chưa nộp bài này. Rồi, hình như vừa nộp luôn thì phải này. Vừa bấm vào cái nộp luôn thì phải. Rồi, xem bài khác trước đi. Hữu Chính. Đấy, lớp mình cũng tránh ngành tránh nghề cũng có đây, Hữu Chính này, không thuộc ngành lĩnh vực của mình. Đào, thử xem các bạn nhảy sang làm có ra gì không. Mỏng quá này. Bài này cũng lựa chọn bài cũng chi tiết chứ. Đấy, lựa chọn bài rất là chi tiết đấy. Nhiều chi tiết quá. Làm cỗ ban công tỷ lệ xem nào. Đây, những cái làm cỗ này hơi dày, nó tỷ lệ và mọi thứ là tương đối ok, tương đối chuẩn. Đấy, chúng ta sang của Đoàn Tuấn Anh. Đoàn Tuấn Anh thôi. Bài này khó đấy. Phần trong phần ngoài len nhé, ở đây lồi ra lõm vào thì khó đấy. Rồi mình xem. Hơi khó nhìn, các bạn bấm ATX ấy, để làm trong cái tượng đi nhìn nó dễ hơn. À, mà chuyển sang cái chế độ này thì cũng không thấy được. Ok, tương đối chuẩn đấy. Đặng Tùng. Đặng Tùng, Đặng Bảo Tùng. Ok, xem nào. Mấy phần này, mỗi lem thử, có những cái làm thừa, làm không thừa này. Để xem các bạn có làm chi tiết không, có cẩn thận tỉ mỉ không. Làm học chúng ta làm được, chứ còn bây giờ mà đi làm thì các bạn bắt dở nó khác. Cho 500 nghìn mà làm đúng cái này là làm được luôn, nhưng mà đi học thì làm được không có ai tính, là biết ngay kiểu gì thế, học viên nào vậy. Cứ sẽ chia đều hết luôn, phải không tính thằng đấy mình, do tính mình không cẩn thận. Trong khi đó là những người mà như mình nhìn thì thường nhìn vào những vấn đề đó để đánh giá một học viên hoặc là một cá nhân ai đó làm việc có cẩn thận tỉ mỉ không. Đó, sau này cứ phải rút kinh nghiệm là phải tính toán, nó không được, nó không đều, mình có thể hoặc là đây thực ra mình cũng nhìn được, còn không muốn mình có thể làm nhanh vẫn được. Rồi những thằng này, những cái lam nghiêng dọc này mình có thể connect vào luôn, bởi vì sau này đây là những cái vạch lõm vào ấy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Cũng có, hôm nay thì thiếu ở đây đúng không. Rồi ok, sau này cây nhớ chuyển đổi sang chế độ chúng ta phải nhìn thấy nhá, để cây này thì khó chịu lắm, để mấy cái cây ít cây thôi. Đấy, ít cây thôi nhưng mà cây nó phải chuẩn. Tắt cái chức năng đi là xong. Ra chỉnh giải view vào clip tiếp này, quanh đi quẩn lại vẫn mấy cái lỗi đấy, nó đi nó lại rồi. Các bạn cứ không hay cẩn, không có tính cẩn thận. Lại chưa cài lên Saturn này. Đúng rồi, game viết thì nào bật. Đấy, bài thì không thể làm, làm thì cẩu thả. Dạy rồi làm sai mới ghi tội, dạy rồi làm sai là căng lắm.
Thì đây làm bằng Lumion. Nhìn đây qua chắc giống Lumion rồi. Ok. Trung Nguyễn. Trung Nguyễn đi làm suốt ngày, bài trước còn nợ đây, viết ngay bài này lại xịt rồi, nộp từ rất sớm. Thôi bài này phải làm lại, làm tiếp và nộp lại. Riêng anh này phải nộp lại rồi. Không cho nghỉ luôn đi, học hành như này cho nghỉ luôn. October fix này đấy. Mấy cái lỗi này là các bạn rất hay gặp phải, bởi vì các bạn đã làm vội, cứ đến giờ rồi đi làm như thế rồi chúng ta mới làm bài nộp bài thì không ổn. Như vậy thì bạn có thể là hoàn thành được khóa học, nhưng mà kết quả để sáng được ấy, thì không sáng được. Mình học mình phải sáng sủa trong một tập thể nhỏ đã, rồi sau đó chúng ta đi ra bên ngoài chúng ta mới sáng sủa hơn. Làm qua loa cho xong như này thì bao giờ mới xong, ông này chạy xuống gần đây cơ mà. Thanh bên ngoài ra phải to hơn, thanh bên trong sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì ông kia là vẽ bằng nhau, ngôi nhà hạnh phúc này, các thứ này. Ok, vẽ vẫn thế, vẫn bằng nhau hết, không sự thay đổi gì cả. Rồi, từ đấy mình sẽ xem qua bài của lớp như vậy thôi. Còn hôm sau thì chúng ta sẽ có một bài hướng dẫn, thì các bạn sẽ, mình sẽ trên lớp, tôi sẽ xem cái bài đó thật kỹ. Và các bạn có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào thì hãy hỏi ở cái tí mình sẽ đăng cái video này lên nhóm lớp, các bạn bình luận vào để hỏi. Đấy, và hoặc là hôm sau lên lớp chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận. Mình khuyến khích các bạn hỏi chứ đi học để hỏi, toàn để cho giảng viên hỏi thì rất là buồn, rất là chán. Phải hỏi thật nhiều vào, hỏi càng khó càng tốt. Và cái nữa là với những bài vở, bài tập của chúng ta thì chúng ta phải làm sao học cho nó quyết tâm nhất có thể. Làm bài như là đi làm ấy, như đưa cho sếp ấy, chứ không phải là cứ làm cho xong bài tập. Bởi vì chúng ta đóng học phí đúng không? Tất nhiên là để mà nói là không, chắc chắn là không thể giống như đi làm được. Đi làm thì trách nhiệm nó nặng cực kỳ luôn. Còn đi học thì các bạn phải đi làm thì các bạn phải phục vụ công ty, đi học thì trung tâm phục vụ các bạn. Thì nó hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau. Đấy, các bạn có trách nhiệm hơn trong đi làm. Còn đi học thì thường ta thiếu, nghĩa rất nhiều người thiếu rất nhiều trách nhiệm. Mà cái đáng tiếc nhất là khi các bạn bỏ thời gian và chi phí ra để ta học và rèn luyện ấy, mà chúng ta không nghiêm túc. Nhá, chúng ta không nghiêm túc với việc mình học và toàn tâm toàn ý với việc mình học thì ngay cả giảng viên cũng thế thôi, cũng sẽ không vui, không hài lòng vì điều đấy. Giảng viên bao giờ muốn là các học viên của mình thật là quyết tâm, nỗ lực, gọi là tận tâm để học ấy, để không bao giờ xảy ra những cái lỗi như này. Mặc dù mà trên lớp mình đã nói chắc chắn phải 2 lần mà các bạn vẫn gặp những tình trạng lỗi như này, đó là do tính của mình. Đấy, cái tính nết của mình ấy, nó không được tốt, nó không được cẩn thận. Ok, bye bye các bạn, chúc các bạn làm bài mới thật tốt nha. Xin chào.